Hai giờ tối người nha. Thì cái cặp hú cho bò đó giờ mình để là luôn rồi, mình không bán nữa. Mình đăng mình thanh lý thì nhiều anh em trả giá kinh khủng, còn có người còn nói mình thì bán chim quản ha. Thì nói chung là mình biết anh em giỡn thôi chứ không gì hết. Tại chim quản thì anh em cũng biết rồi đó, mà nói với anh em ở Quảng Nam thì thường ta sẽ nhuộm những con chim ta bán rất là rẻ. Thì có thể thì anh em nói chung là cái bình luận nó còn ở trên đây nè. Đây. Rồi, con máy của anh Trung xứ Quảng. Thì nói chung là anh em chơi chim thì anh em sẽ biết được cái con chim hiện tại bây giờ giá như thế nào thôi, chứ còn mình thì mình chẳng có nói gì thêm hết. Thì mình thì cứ thuận mua mình vừa bán thôi, thích thì mình chơi, không thích thì không sao hết, mình không có ép buộc anh em gì hết. Với lại con này hiện tại bây giờ thì hôm bữa thì mình không nghĩ là đến nỗi nó hót mà cánh nó ra như thế. Giờ mình để luôn, mình làm giống. Khi nào mình xây chuồng xong rồi mình thả tụi nó ra rồi mình sẽ quay cho anh em xem nó như thế nào ha. Chứ để anh em lại nói này kia. Thì mình mới vừa cho ăn xong. Hiện tại bây giờ là mấy giờ ta? 8 giờ 49 phút thì mình thấy có hiện tượng này. Mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Ok. Cái hiện tượng này nè mọi người. Mình thấy gì tút 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 từng kia không? Mình sẽ cố gắng mình zoom lên cho mọi người xem. Mình không ngờ luôn mọi người. Mình thả con trống ra 2-3 ngày sau con máy nó đẻ. Mà là chim có đời có trống, tính ra con trống này nó đập kinh khủng thiệt. Đó, hai đứa nó đang ở ngoài rồi mọi người. Ủa máy gì, con máy đang ấp trong này rồi. Đây thấy không? Mọi người hãy nhìn cận cảnh bông nó như thế nào hả? Đuôi gần 16 rồi à, chứ không có nhiều mọi người. Trống thì được 25. Đó, đỡ rồi đúng không ạ? Ủa, máy bay ra rồi. Thì ổ này nó đẻ bữa 4 trứng. Nhưng mà mình kiểm tra lại thì chỉ có 2 trứng có trống thôi. Cho nên là mình lụm 2 trứng kia mình bỏ rồi. Mình đợi là 2 trứng có trống cho nên con máy nó ấp. Và đến ngày hôm nay là nó nở rồi, nở được 1 trứng. Còn một trứng giờ thì chỉ chờ hy vọng nó lớn lên thôi, đuôi xem nuôi như thế nào. Thì đặc biệt cái ổ này thì mình sẽ không có chia anh em nha, tại vì cặp này mình cũng là đầu tiên mình ghép. Thì con máy là con máy mép lên, thì mùa đầu tiên của nó là chỉ có 12 năm thôi mọi người. 12 năm mà nó vượt một phát, một vừa lên bông mà vừa lên đuôi dài nữa. Nói chung là cũng khá là vui thì mà thấy nó nở. Mình hồi bữa mình cũng hợp định không có báo với anh em mình. Nói chung là bữa trước là mình cũng định quay, nhưng mà mình thấy nó cái trứng nó không có ấy mọi người. Đây đây thì chim con này nó lớn rồi, nó la é é động rồi. Có một mình đó mọi người. Bữa hai con mà sao con kia chắc yếu quá rồi, mẹ nó giục. Còn cái ổ này thì nó mới vừa để lại luôn. Nói chung là khi mà nuôi chim nó ở nó đẻ rồi ok rồi thì anh em có thể là dọn lại một máng thức ăn, nhưng mà mình vẫn để hai máng, một máng dưới một máng sau, cách xa như thế này nè là bình thường. Ví dụ như con kia nó ở trong cái khùng này nó ăn á thì nó sẽ bị khuất cái tầm nhìn, thì con máy ở ngoài phải ăn bình thường không sao hết đó. Cái đó là lý do tại sao có những cái mình làm ăn khuôn mình thiết kế như thế nào mình cảm thấy nó thuận tiện cho mình thôi, chứ không phải là bắt buộc mình phải theo một khuôn khổ nào của ai đó. Cho nên nhiều khi mình nói thì anh em trả tin mình, nói chung là tùy anh em thôi. Và nhiều cái anh em hỏi mình, giờ mình chỉ anh em bắt buộc làm theo, nhưng mà mình không biết được cái điều kiện của anh em như thế nào và môi trường ra sao thì làm sao mà mình chỉ được. Thì mình nói rồi, thì anh em cứ chơi chim sản là cứ chơi theo ý mình và làm theo. Nói chung là lứa này không được thì năm sau, chứ đâu phải là bắt buộc giờ phải đẻ ra được liền. Có người nuôi 2-3 năm vẫn chưa đẻ, và có người mới vừa đụng vô cái đẻ liền. Cũng tùy hơn cái duyên thôi mọi người, chứ không phải là muốn cái thằng chim nó đẻ đâu. Cho nên là chơi thì mình cứ từ từ đền tàn thôi.
Còn mà muốn nôn quá thì coi như mình bó tay rồi, thì bắt đầu một cái nữa. Nhiều người hỏi mình giờ, mình đã nói anh em rồi, con trống nó, nói chung là con trống nó phá hay gì đó thì mình còn có cách trị, chứ còn con máy thì mình vô phương cứu chữa rồi. Hỏi mình lý do là tại sao thì mình cũng chả biết tại sao đâu, nó có nhiều lý do lắm. Nhưng mình đã nói hết tất cả những video trước là động tổ hay là do thiếu chất hay gì đó. Nhiều anh em thì nói nó thiếu chất thì phải ăn đủ chất này kia nọ vô thì nó không có ấy. Nhưng mà mình đã nói rồi, con máy nó là bất trị. Cũng có thể là chuyển di chuyển qua một môi trường khác thì có thể là con chim nó sẽ khác, nó sẽ không ăn nữa. Nhưng mà đa số thì mình nói anh em rồi, chỉ có thằng ngu mới đem con chim của mình đang đẻ thì đem đi bán thôi. Thật sự mà nói như vậy, chỉ có trừ khi á cái người đó họ muốn nâng cấp cái dòng lên, giống như hiện tại đang họ đang có khu bạc má, họ muốn chuyển qua thì cái kinh nghiệm của họ có rồi, họ chuyển qua khu da bò thì ok, đó là họ bán chuyện bình thường. Còn hiện tại mà đem bán một khu da bò một cặp đỏ thiệt đỏ đem bán là anh em phải đặt hiểu trong hội hay này kia nọ chứ. Còn nhiều khi mình á thì mình cái nào mình đang ghép cặp thì nó ghép cặp, nào phá con mình nó phá con, bắt ở rừng mà nó ở rừng, còn bắt ở giữa chim mình nó giữa chim, chứ mình cái đâu sợ. Mình nói xạo anh em thì dễ dạng thôi, mình quay về mình nói ai biết, nhưng mà do cái lương tâm của mình không rồi, mình nói có sao mình nói vậy chứ chả có phải. Thì anh em có thể nghĩ đến cặp phú da bò mà tại sao ấy, những cái cặp riêng ở ngoài mình để ở ngoài như mấy con này thì mình dám bảo đảm anh em là con chim nó ok ngon lành đàng hoàng. Còn thử mấy người kia anh em hỏi họ dám bao, kêu dám bao đẻ không, ăn trứng phải trứng không, nói chim đẻ rồi mà tại sao họ không dám bao, nó không biết. Xong khi mà về nhà mình ăn trứng phá trứng thì họ sẽ đổ thừa đó, do môi trường, do động, do này, do kia, do nọ, do rất là nhiều lý do. Nói chung là có nhiều cái để nói lắm mọi người. Cho nên thì đối với mình thì chỉ có chốt là một câu một, là chỉ có thằng ngu mới đem con chim mà đang đẻ đi bán thôi. Tại vì nó là cái máy hiện tại đang đẻ ra tiền. Nhưng mà đặc biệt có một cái mình cũng nói anh em rồi đó mọi người, thì vẫn có người bán do là công việc hoặc là cái điều kiện của họ đã không còn đủ kinh tế nữa, và hiện tại bây giờ thì giá đang cao thì họ muốn bán là họ lấy tiền, và sau đó từ từ chờ họ chờ chim ổn giá lại họ lấy số tiền đó họ đi mua cái khác, hoặc là họ dùng cái tiền đó họ đầu tư. Vẫn có người bán nhưng mà không có, cho nên là nhiều khi anh em thấy người bán 40 triệu một cặp, và nói anh em rồi, nhiều khi mình đi mua cũng chả bao giờ tới giá đó 40 triệu. Cái chuyện mà mua bán thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một cách bia lên. Một con mình bữa đang kéo gầy kéo quỳ trời. Nói chung là mua bán thì mỗi người sẽ một cách bia, họ sẽ quảng cáo này cái nọ đó, cho nên là tùy thôi. Thì cái đối với mình thì chủ yếu là mình chia sẻ kinh nghiệm hay là những cái mà cách nuôi chim hay gì kia nọ cho anh em. Và là đôi khi mình cũng kẹt tiền hay mình cần mình bán những cái con thú như thế này. Và bây giờ thì mình không bán nữa, mình sẽ để chơi. Thì anh em cứ chờ mình, nếu mà mình xay AV xong mình thả mình ghép tụi này thì mình sẽ báo cho anh em xem. Chim ta sâu giới vậy chả bó tay luôn thì chứ. Con máy cũng như vậy luôn. Nhưng mấy con chim này anh em chơi thì hiện tại mình đang cho ra ngoài đây, mình cho ăn uống ok, thì có thể là mình cho mùa sau, chờ mùa sau rồi chờ khai lông luôn. Con này là cái con bữa mình nói anh em 700 nè, mình để ra đây thì cho nó hót vào chơi dạng, nhưng mà nó cũng chưa có dạng lắm. Được cái con này đuôi tôm đẹp chứ không có gì hết à. Thì hiện tại là tất cả các AV của mình, 6 cái chuồng ở đây là đều đẻ hết rồi nha mọi người. Chỉ có cái chuồng này nó ly nhất là từ đầu mùa tới bây giờ là nó mới đẻ. Và đặc biệt cái này mới lì dữ nè, là con trống nó phá con. Nói chung là con nó nở ra được 5 trứng, nở 5 con, nó quăng sạch hết luôn. Và từ đầu mùa đến bây giờ nó bắt đầu mới đẻ tiếp cái lứa 2. Kinh khủng. Cái thằng này phải nói là chơi vừa phá mà vừa lì nè. Tại vì nó là con chim trống con mà nó dạng mà nó căng quá mọi người. Mình hồi trước mình cũng tập cho nó dạng mà giật giật đi thi á, cho nên là nó cùng hùng điên điên. Con này vô nó cũng chơi hết á. Nhiều khi ghép con chim thi nó rất là cực mọi người. Thường thường là lứa đầu lúc nào mình cũng hy sinh á. Giống như con chim trống 23 năm đi thi hồi xưa nè, mình ghép hai lứa đầu là mình phải quăng hết luôn mọi người.
Nói chung là hồi đó thì mình cũng mới biết thôi, là mình không biết là nó không biết được con nào con trống hay con mái gấp. Cho nên sau này mình thấy để ý là nó cứ thấy con mái mà nó ấp ra xong nó muốn đè nó đạp. Rồi mình thấy là mình mới biết là lần sau là mình sẽ tách riêng con trống ra luôn để cho nó nở ra xong. Bây giờ thì nó nuôi con cực kỳ tốt. Cho nên là ăn khô cách mình thuần mình dạy nó như thế nào không mọi người. Chứ không nhá. Và thậm chí cái con bổ mà nhét nhảy như con điên á, mình sẽ phải đấy vẫn đẻ bình thường. Và ba con chim con mọi người thấy không? Đẻ ba con trống luôn ngon lành. Ê, hao hao. Đầu tiên mình nhận là ba con trống chứ quên nó hai trống một con mái. Thì giờ chờ, nói chung là chờ chim con nó lớn lên đi rồi mình sẽ cho anh em xem đuôi như thế nào. Thì nhiều khi mình quay mình nói suốt thì anh em lại nói không có tin mình, là cứ quay có mấy con chim quảng cáo hoài. Thì chỉ có như thế mình chia sẻ anh em thôi. Còn hiện tại ổ khú này hồi bữa kẹt trứng đến bây giờ thì nó vẫn chưa đẻ lại. Tính ra nó khua con lửa này luôn rồi. Lửa này kẹt trứng rồi mình bắt ra khoảng chừng 2 ngày sau để lại tiếp 4 trứng. 4 trứng thì nở được 3. Còn khú thì nó tịt luôn. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc với video luôn ha. Anh em nào mà cần mình, nói chung là sao ta cần mình chia sẻ cái gì thì anh em cứ bình luận bên đó, mình sẽ xem và mình trả lời, hoặc là mình sẽ làm những cái video mình chia sẻ với anh em ha. Giờ mình xin tạm dừng video ha, chào tạm biệt tất cả mọi người.